lễ bao xa có ai đi, Bắc lễ bao xa ai đi chiêm bái, phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành. Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất nơ sỏi đá ong, một bầu sơn thủy thông dòng. Thong dong đồng đăng biên giới thì cùng thất thế, trăm thứ quả hải về dâng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm mà làm rau sáng củ chi âm đồng đào ta hữu, áo đen chạm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh, đàn thông dạo khúc thanh bình.
cúc thanh bình, sinh ngô sao chúc tình tình hòa ta. Khi dạo cảnh bảo hà thác khai, đền Đông Quương Đức Đại tôi linh tuyên quang, cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động, đền ỷ la lồng lộng ngôi cao, cây xanh chầu mắc võng đào ý à. Về đồng làm lễ dâng nhang, kêu cầu tâu đối mười phương độ trì, tay dâng nhang miệng miệng từ bi ý à ơi à. Sai đỗ triệu lục cung, nàng ân na ái vốn dòng sơn trang, tính trầu hay măng trúc măng giang, măng tre măng ngứa cơm làm chè đường, cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à. Múa song đăng chầu múa dịu dàng khoan thai, thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à ơi à. Cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa, nhớn song tình sao đầu sông ngân hà ý à ơi à. Đồi núi bao xa, lên ngàn sầu hái bông hoa, hái hoa mang về đến đây, biết bao thanh đồng chờ mong ban khen, biết bao thanh đồng chờ mong ban khen. Kim chi diệp danh danh dầu bé bắc lệ giáng sinh hạ trần, núi giết núi mấy tầng cao thấp, cây sen cây tràn ngập màu lam, ngôi đền thờ dầu bé trên ngàn thờ a châu bé trên ngàn, có con suối nhỏ vắt ngang
sườn đồi. Đàn cá lội đua bơi rẽ sóng, nước lung linh in bóng trăng lên làn thông vàng tiếng hát ru. Ngàn thông a vàng tiếng hát ru a, hoa thơm quả ngọt bốn nhi mùa ngát hương a. Dầu bé thương thổ mường là gốc, áo nam kinh khăn lục đội đầu, có đai xanh tiền bạc tươi trầu. Đai xanh kiêng bạc túi châu hoa, một bên sao quắm vai vác vầu nước khe, dần hai sao đầu cài châm dắt vòng kim cương tam khởi luồn tay hây hây, mặt nước vơi đầy hay hay, mặt nước vơi đầy như bông hoa nở giữa ngày đầu xuân. Nhi tuổi trầu bé đường tuần trăng độ, phép sơn trang đức tổ ban thiền à, ơi à. Xe loan thánh giá thành đồng ngọc hoàng con đại bì tấu dẫn cho các gia các chủ nhất thiết nhất nguyện nhất thành mang hải về bàn đền bàn phủ tu tiện lễ nghi trên chay giấy bàn tiến lễ phát tấu biểu quan phát hành quan nghiệp thỉnh thuận đấu thánh cung minh hội đồng tam tứ phủ kính thỉnh sơn trang hoa man đản mã trả nợ thảo quan giải hạn công ách trừ tai cầu lộc cầu tài cầu bản mệnh bình an lộc tài tăng tiến tăng duyên thọ dự. Trước thời giờ đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh thần đệ tử con xin kính thỉnh thật tiện liên thánh các đại chứng minh cho phép các đệ tử chúng con cũng như bản hội để vào lễ phật tế thánh. Xin phép chủ nha nhà đền xin phép các thanh đồng đạo quan cùng các gia các chủ đồng hận hỉ cho các đệ tử và các bản hội chúng con vào lễ phật tế thánh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Hạ Long thành phố đường Nguyễn Văn Ba Cử số nhà 481 B bãi cảng Mẹ Vu linh ra từ đền là thượng thứ Vu thượng phụng hoàn thành niên vương đông mà thiên thiết lập đền là duyên thiên lê phát đấu biểu quan phát hành quan niệm thủy phật tàu hoa thánh tiên là kinh cung tinh hội đồng tam tứ ngũ tinh tỉnh sơn trang hoa ban đàn mã a kỳ phố đảo quan di cung quan số dài hạn đông ách trừ cai ý nga như các thiền viên lâm cầu viên trần thất mại long tử cầu bản mệnh bình an lầu này tăng tiến tăng viên thọ thử kỳ mi thần mộc ân mi nga trưởng thanh đồng phạm về thanh nga thả đại bì tâu hoa dẫn nga nghi tin ý chủ phạm ma nghi thị nga nghi hẳn nga nga bản mệnh sinh nga ưu bình nga tí tiên thành nga canh nhị nga thập ta ma tuế a hợp bờ đồng gia đang nghiên cứu tại số nhà 490 nga 4 a phu nga nghi vô kiếm hữu công văn gần bằng hoa hóa ngưỡng lao đài chúng cũng thuộc chân nhân hồi hướng chân như tự thế thành tề phật quả bồ đề. Thanh đồng,
Vâng thỉnh ma vi sớ văn, vâng thỉnh lời ca tiếng hát và vâng bóng đỗ cung sở cho bà đồng được vào hội thánh. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
cơ diệu quang biên chứng từ trung á bích thăng cũng giảm kim phụng hòa ngân gần thanh đế trên cung thiền và lòng dâm giờ ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim bình để lòng nhàn thấp cờ diệu quang biên hỏa thiếu từ sẽ loạn thân ra bầu trời gió nam hoang hoàng cường bay ngang nào trên nam tàu rồng bay năm sắc dưới Việt Nam địa thế trung đình không sai đổi lệnh thiên đình đổi lệnh thiên đình không sai đổi lệnh thiên đình thay quyền thượng giới cầm cân phù đời
ủng oai quán cổ. Văn kinh luân ngài khi độ biệt nhân, A Di Đà Phật. Thần đệ tử con khấu đầu vọng bái Đức Trần Triều Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh, tấu thỉnh lại Trần Triều Vương Tử Vương Nữ Vương Tế Vương Tôn Giao Phong Đại Vương Điện Hạ Trần Triều Nhị Vị Vương Cô Ngũ Vị Côn Đông Tả Văn Quan Hữu Vũ Tướng, tấu thỉnh lại Bàn Đền Đức Thánh Uy Linh Nhất Thiết, tấu thỉnh lại các cống các giá các tòa các phủ Kim Nguyệt Các Nhật hôm nay Đông Tiết Các Nhật Vương Thầy ngày mùng 4 tháng 12 năm Mậu Tuất Niên Thanh Đồng họ Phạm con bác ghế mẫu ngồi bác vôi ông ngự thỉnh ông lại bái ông về giáng đền giáng phủ xe loan giáng ngự tá khẩu thông tuyển hội đồng chuẩn nạp tác đại chứng minh. Họ Phạm con ngày nay đại bỉ tấu dẫn cho các gia các chủ các họ các hàng các tên các tuổi man hải về bàn đền bàn phủ tu tiết lễ nghi trên chay dưới màn tiến lễ phát tấu biểu quan phát hành quan hiệp thỉnh Phật tấu thánh cung minh hội đồng tam tứ phủ tính thỉnh sơn trang hoa man đản mã tiến thảo đảo căn trả nợ tào quan di cung hoán số giải hạn tống ách trừ tai khất mại đồng tử cắt tiền duyên âm cầu duyên trần cầu lộc cầu tài cầu bản mệnh bình an lộc tài tăng tiến tăng duyên họa sự dạ lại ông trần gian chúng con ăn chưa sạch bạch chưa thông kêu chưa thấu cầu chưa nổi năng kêu năng thấu năng tấu năng nỗi ngày nay tu tiết bát nước về chầu thỉnh thánh mời thầy thỉnh ông lại bán về mời ông tọa tiền đệ tử con xin táp bạch văn sớ A Di Đà Phật lại ông con lớn anh truyền thỉnh pháp sư dạ. Tuân phụng Như Lai thần tuân phụng Thích Ca Như Lai đi giáo đệ tử thiền hoàng thiền khung khề thủ khấu thủ trần tử bạch mai thương ngôn khải thanh nam nhạc giáng thần hoàng an dân tê đề chi công uy sát quy trừ tà chi diệu bạch đăng kỳ tích thanh sử lưu a vương ngày biên nghi nghi à biên hữu việt nam quốc quảng ninh tỉnh hà long thành phố cửa đường nguyễn văn cử số nhà 418 bái đạo mẹ vũ linh từ sư cư ngộng hùng phật thanh hiến cung đồng thiền thiết đạt đàn nghề duyên kiên lê phát tấu biểu quan phát thành quan điệp thỉnh phật là tâu thánh cung minh hội đồng tam tứ phố kinh thỉnh sơn trang hoa man đàn mã tiên thảo đào căn trà nợ tảo quan giải hạn tông ách trừ tai di cùng oán số khất mài đông tờ hư nga cát tiền duyên âm dài hạn cầu gia đạo hưng long lộc tài tăng tiên bản mệnh bình an tỳ mi thần y nga mộc ân hình thành đồng phạm thanh nga tháo đại vị tâu dẫn ê hi a tin ni chủ phạm thị hằng nga hợp đồng gia đăng tâu dẫn tin chủ bùi mạnh hùng hợp đồng gia đăng tâu dân tin chủ u nga nghi nguyễn nghi nga đặng thành hợp đồng gia đẳng tín chủ trương thành tướng tuyên đồng gia đẳng tín chủ đinh nghi việt nhâm nhân học hợp đồng gia đăng tâu dẫn kim thần tín chủ
Phạm mà Văn Na Vinh hợp đồng gia đăng tô dân kim thần tín chủ Trần Văn Hùng hợp đồng. Chư nhân chư gia thiện nam tin nữ bản hội đồng gia môn quyền ý đăng ngày. Tức giật ngương can long ý nhán phù giám ý trầm ngôn niệm thần đẳng sinh cư ngã thiện đạo. Ê a hạnh a lai thanh a môn tùy sinh thành tố bẩm vu thiên tự nhiên bảo hiệu kim bằng vô thanh lược hà phi khâu đào hạt đắc an ninh do thị kim nguyệt các nhật đề nga tu a thiết thương hoa cẩn cụ sơ văn kiền thân thượng tổ nghi a Nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo kim liên tọa hà cung vi nam mô đại từ đại bi đồng thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hà cung vi nam a di thiên chúa tứ củ vạn linh a nghỉ nhất thiết thiệt vị thánh hiền ngọc bệ hạ cung vi thánh vương phụ vương mẫu vương phi phu nhân ngọc bệ hạ cung duy triều nga vương tử vương nữ vương tế vương tôn gia phong đại vương điện hạ cung duy trần triều tả văn quan hiệu a vũ tướng thủy bộ quan liêu thị tòng thanh a trung cung a duy trần lý triều ngũ lôi thần tướng ngũ hổ thần quan tả biên thiên lực sĩ hữu vạn vạn tinh bình vị nhà tiền cung duy bản đền phụng sự nhất thiết vi linh thánh tiền cung vọng hồng hà từ vãn kim sơ tấu phục nguyện đại vương uy uy thành đức đang đáng thần công hộ quốc cứu dân trừ tà phủ chính cận giải thoát giải lai tự đông tự nam tự tây tự bắc quốc cứu tử gia hữu kỷ nhi xuân nhi hạ nhi thu nhi đông trấn cổ tư như kiền thành a à, tất ca viên phi kim ma nghi tác bộ trọng nghi nga nghi đồng tình đản thần hạ tình vô nhâm kịch thiết bình doanh chi trí cần sơ bái đâu hiền vận trời năm mậu à, tuất đa niên ni nga đông thiền a thập ba nghi nguyệt phục sinh kính nhật tín chủ thành tâm thần đệ tử khấu đầu hòa nam thượng tâu nghi nga hiền thê là Ma Thị Nhi bất mại đồng tử là Ninh Minh Quân để con xin được tuyên khoán A Di Đà Phật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn xin cứu vi Việt Nam quốc quang ninh đỉnh nghi vân nghi đồn huyện đông xã nghi xã đông hợp tình thôn bái đảo mẹ vu linh tử sư cử thượng phụng Phật thanh niên cùng đông thiên tiền lễ phát hành quan điệp thỉnh Phật tàu thánh cung nghinh hội đồng tam tứ phủ kính thỉnh sơn trang hoa man đàn mã giải hạn tông ách trừ tai lập văn thắng khất mại đồng tử kỳ bản mệnh bình an nghi thọ duyên trường kỳ mi thần tín chủ tinh việt nhân hiền thê mai thị nhi nghi đồng phu thê đẳng nghi hỷ kiến năm đinh dậu niên sinh hoạch nam tử đinh minh quân nghi phương nhị tuế lữ kỳ hình nghi sung tương khắc quỷ mị vi hương bất đã bằng thanh đức dĩ khuông phủ hạt đắc duyên sinh vu nghi tính mệnh vì sơn y dục đảo trường cải phu hạ hề mại quý cung nghi duy nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo kim liên tòa hạ cung duy nam mô đại tử đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ngũ bách danh quán thế âm bồ tát hồng liên tòa hạ cung duy tam hòa cung mẫu liễu hạnh công chúa hà diệu đại vương ngọc về hạ triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc kỳ ngà bệ hạ cung vi bản cảnh phụng sự nhất thiết uy linh thánh tiền thánh vi ca tăng
A ha nghi nga đinh minh quân túc Trần minh nga quân cấm trừ Su a khai sát đi nga sự A nghi thần phục vọng Đức đại quân phù ân hoàng bảo hiệu Vận thần thông phương a nghi độc trừ tà quỷ Vũ địa phương cứu a chúng Hùng tòng a nghi thoa Ý ư ngoại cảnh tự A dung nghi hướng hậu Bất đắc a vãng lai A nhược kỳ ngà tu A nghi đẳng Chúng bất đa nghi tuân nghi A pháp luật chiếu lý Thi hành tức Ý nga Thăng nghi câu thánh tiền Ý luật trị tội Tu trí thăng giả Hữu thăng ngưỡng A trung sai ngũ hổ đại tướng quân Tả thiên thiên lực sĩ hữu vạn vạn tinh binh Đảng quan chuẩn thử A kê nhất hoa A phụ mẫu nhược kỳ sinh Dưỡng dục chi Tuệ nghi A chùa thắng nghi tái nga Mại bách nghi tuệ Tức tam niên Nghi vi nghi nga a giả nhà viên trường kiến vương niên việt vương hành kiến thái thuế trí đức tôn thần đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương từ hạ vi bằng về từ mộc xuất nguyên đông thiên thập nhị nguyệt sơ tứ nhật vương thời thắng thích ca như lai ni giáo thần đệ tử đại bi hòa nam thượng tấu chữ phú chữ quý khang ninh thọ trưởng chùa phê xung quanh đôi đường Thái sư nhất phẩm
gọi đại hoàng mẫu phương cô, tên gọi đại hoàng thông minh chính trực vẻ vàng trong chiều thơm ngát một nhà bông quê làng thơm ngát thiên vì cây ngọc thân giả lá xanh thính ra hồ trong ngoài ngoài cửa suốt tờ mờ khuyên dòng cô bé lá cờ đức đức lòng nhân hay quang thấp cơ diệu
cô về chúng đàn duyên ngã tích tăng cúng giản kim phụng hòa hận gần thánh đế trên cung thì sớ điểm dâng lên kim ngân sớ điểm dâng lên cô về đô đôi chép biên rõ ràng về cho nhị chữ trường sinh chập 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 chập
mưa nắng không hề về đền về phủ Đông Lâm linh tử tu tiết lễ nghi bát nước cây trầu thỉnh thánh mời thầy thỉnh cô lại bái cô về chứng tâm công đức của các gia các chủ chúng con ngày nay tu tiết lễ móng lòng thành phát tấu biểu quan phát hành quan điệp thỉnh Phật tấu thánh cung nghinh hội đồng tam tứ phủ kính thỉnh sơn trang hoa man đản mã tiến thảo đảo tam trả nợ tảo quan di cung oán số giải hạn tống ách trừ tai khất mại đồng tử cắt tiền duyên lâm cầu duyên trần dạ lại cô trần gian chúng còn ăn chưa sạch bạch chưa thông kêu chưa thấu cầu chưa nổi năng kêu năng thấu năng tấu năng nỗi ngày nay thì tu tiết lễ móng lòng thành thỉnh cô lại bái cô về có sàn tai lai lời muôn dân bách gia trăm họ chúng còn ăn bày lộc cô a di đà phật lại cô chứng tâm cho pháp sư gì dạ cô chứng tâm cho thanh đồng đạo quan hai hàng bốn người cô chứng tâm cho đồng đền thủ nha nhất tâm tưởng vạn tâm cầu đêm năm canh cảnh tám tiếng cô tạ tạ sự của đồng thần phụng sự của cha con nghe thôi cô chứng tâm cho ghế của cô nhỉ đầu xanh tuổi trẻ nhất tâm tưởng vạn tâm cầu không điều áo thấm bắt ghế với cha mẹ cô ngồi bắt ghế thương đồng có ban dấu ban quyết để cho mà trừ tà sát quỷ cứu nhân độ thế để mà cứu tử độ sinh nha. Thính ra hồi nằm ở đông nghe ngôi đền thờ cậu nằm ở đông tình đời cậu bé đổi cơn mưa gió
truyền phán các quan ông lớn về truyền phán các quan tả văn nhu võ lương ban đáo đảng lệnh truyền văn võ đôi hà lòng nhan khai quang thông cơ diệu ngày về chứng đạt truyền ngã bích tăng cũng giản kỳ phục và ngật ngật thành đế trên cung thiền văn sứ dâng lên hôm nay sứ trắng dựng lên trình quan đề nhất chép em biên cho tưởng thị cho từ trường gì thank you.
cảng phiền ông lớn đáo lai hộ chỉ tả sai bên độ minh tùy lòng nhan thay quang ấp cơ diều quan lớn chứng nạn duyên ngã thích tăng cũng giản kỳ phục hòa ân cận thánh đế trên cung thiên ca lăng thập giờ ân từ bi vẫn chúng sinh cố ngã kim bình đệ lòng nhan thập cờ diều ngay về chứng đàn duyên vật vật sớ dâng lên hôm nay sớ chẳng dựng lên quan về tấu đôi chép biên cho tưởng thủy cho tưởng trường sinh sớ điểm dâng lên hôm nay sớ điểm dâng lên quan về tấu đôi chép biên rõ ràng về cho nhị tử trường sinh khác linh thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường you
lòng lòng nhà thầy quang âm cơ diệu ngày về chứng đàn duyên ngã tích tăng cũng giản kỳ phụng hòa ngân cận thánh đế trên thiên tha lòng âm giờ từ bi vẫn chúc sinh cố ngã kim bình lệ lòng nhà thập cờ diệu ngày về chứng đàn duyên vật sớ hôm nên hôm nay sớ chẳng dâng lên chỉ quan tam phủ chép biên cho tưởng thì cho thì từ trường sinh
linh tử sư cư thượng phụng Phật thanh hiền cung đông à nghị thiên tiền lễ phát ca tấu biểu quan phát thành quan niệm thỉnh Phật tâu thánh cung đình hội đồng tam tứ phủ kính thỉnh sơn trang hoa man đàn mã trả nợ tào hoa quan cắt tiền duyên âm cầu duyên trần cầu bản mệnh bình an lộc tài tăng tiến tăng duyên thọ sự kim thần tín chủ trương nghi thành tướng duyên sinh ư giác ma nghi tuất điên thành canh nghị thập ngũ tuế tình chỉ kỳ vì sinh nhân nghi thân tào nhiễm bệnh khí cảm bất an cắt đoạn tiền khiên đốn trừ hậu họa phục vì tiền túc trái duyên nghi vọng niệm cựu trướng trầm mê dục kỳ nghi u hiển dĩ nga câu an phân giải âm dương nhì vĩnh đoạn cung ngộ đông tiết lương thời kiền thỉnh pháp sư thanh đồng tịu vu linh từ đồng lâm sứ tu tiết cắt đoạn nga giải trừ phân rị pháp đàn nhất duyên cung y hoa nghi giáo tất y phạm mà gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hóa như nghi kim tài vật nhất nhất cương phân tỷ nghi nghi cân luyến tảo phân ly sự khiên triền nhi vĩnh đoạn tu trí điệp cấp giả hữu điệp nhất đạo phò giữ nghi tín chủ bình an tồn vong lưỡng lợi chiếu y trạng nghỉ nghỉ điệp chuẩn chấp vi bằng thị chiêu độ chi nghi tầm nghỉ lương tác vạn chi nghi công cứu nhược tồn yếu phạm âm luật thì nan đảo tích thực hữu điệp phân minh bao ứng cố điệp mà nghỉ đương niên Việt vương hành khiến trí đức tôn thần chứng kiến đương cảnh thành hoàng ban thổ nghi tối linh tôn thần chứng kiến vi nghi tuệ thứ mậu tuất điền nghi đông thiên thập mà nhị nguyệt sơ tứ nhật đương thời điệp tam giới thái thượng trinh nhất pháp sư thần đệ tử tự pháp đạo hòa nam đại vị tuyên tấu mu Thank you.
thiên bạc chia đôi kể từ đây, thiên bạc chia đôi phần về dương thế, phần về cõi âm. Có lá sơ hồng trần gian con, có lá sơ hồng để trước công đồng Phật thánh chứng minh trần gian nên có sớ tâu trì. Nhị chữ trường sinh, chữ phú chữ quý, quang ninh thọ trường chùa về dũng mạnh đôi đường. Tam đầu lục thần thép cửu vị tôi, linh độ cho đồng quy lộc đức lộc từ lai sinh. Lên hôm nay sớ điệp dâng lên, quan về tô đôi ngài chép biến rõ ràng về cho nhị tự trường sinh. Cung thỉnh Như Lai điểm khai khai thân nhị, khai nhẫn nhị thông thanh, khai khẩu khẩu thông ngôn, khai tâm hoan nghị, khai năng bộ ảnh long nhan thập cờ diệu ông lớn chứng tam đầu. Xe loan giá ngự tá khẩu thông quyền hội đồng chuẩn nạp các đại chứng minh các gia các chủ các họ các hàng chúng con ngày nay đóng bè tập phúc tu tiết cây trầu bát nước thỉnh thánh mời thầy tu tiết lễ nghi trên chay dưới màn tiến lễ phát tấu biểu quan phát hành quan điệp thỉnh Phật tấu thánh cung minh hội đồng tam tứ phủ kính thỉnh sơn trang hoa man đàn mã trả nợ tào quan giải hạn tống ách trừ tai cắt tiền duyên âm cầu lộc cầu tài cầu công danh cầu ổn bệnh bình an lộc tài tăng tiến dạ lại ông trần gian chúng con ăn chưa sạch bạch chưa thông kêu chưa thấu cầu chưa nổi đang kêu đang thấu đang tấu đang nỗi ngày nay tu tiết cơi trầu bát nước tu tiết
tờ đơn khánh sớ thỉnh ông Dại bái ông về chứng tâm công đức được các gia các chủ chúng con được sở cầu những sở nguyện tổng tâm phúc được lai tai được tống dạ A Di Đà Phật. Lại ông mời ông sang tai lai lời cho muôn dân bách gia trăm họ chúng con ăn mày lộc ông A Di Đà Phật. Dạ quan lớn anh chứng tâm cho pháp sư nhỉ. Dạ. Tờ giấy cánh sớ tờ vàng thẻ nhang hẳn hoi chỏm chị rõ nét quan lớn anh số sinh số tử quyền hành trong tay trên anh tấu lối thiên đỉnh dưới anh hạ trình long cùng hoài phủ nhỉ. Dạ. Ngày hôm nay anh loan giá về anh đóng ngực đồng nhân nhỉ, anh ban khen ban thưởng anh chứng tâm cho nhỉ. Họ Nguyễn nhỉ, họ Bùi nhỉ, họ Phạm nhỉ, long chủ tượng mã bát nhã thuyền rồng nhỉ. Dâng tiến về cửa cha con anh em anh đây nhỉ. Anh chỉ ngón tay anh xoay ngòi bút từ nay trở đi từ chi trở lại anh cho được yên căn yên số yên sổ thiên đình nhé. Bắt lớn anh chứng tâm cho bách gia trăm họ nhỉ. Mưa không quản nắng không nề thì mũi cả mau đến địa đầu móng cái biết oai đình thần biết phép bốn phủ để mà chân chắp gối quỳ trước cửa Phật tiền tiên thánh trước cửa cha con anh em anh đây nhá. Thank you.
phán các quan nông lớn về truyền phán các quan tả văn như võ lưỡng ban đáo đảng lệnh truyền văn võ đôi hàng lộc nhàn khai quang khắp cơ diều ông lớn chứng đàn duyên ngã binh tăng cũng giản kỳ phục hòa ân cần thánh đế trên cung thiền sớ dốc lên hôm nay sớ chẳng giờ lên quan thì tổng đôi chép chép biên cho thường thi cho thì tự trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường thi cho sức mạnh đôi đường mà gần gần quan lớn chứng long long chu ta đang dâm ra ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim bình đệ lòng nhàn thập cờ diệu quan lớn chứng đàn truyền tiến lễ phát tấu biểu quan phát hành quan điệp thỉnh Phật tấu thánh cung minh hội đồng tam tứ phủ kính tỉnh sơn trang hoa man đảng mã tiến thảo đảo văn giải hạn tống ách trừ đai
trả lợ tào quan di cung ngoán số, cầu lộc cầu tài cầu công danh cầu bản mệnh bình an cầu gia đạo hưng long lộc tài đăng tiến trả lại quan. Thỉnh quan lại bái con về chấp lời kêu thấn cấn của các gia các chủ các họ các hàng các tên các tuổi chúng con được sở cầu như ý sở nguyện được tổng tâm dạ lại quan. Mời quan sang tay lai lời những muôn dân bách gia trăm họ chúng con ăn mày lộc quan A Di Đà Phật. Dạ con lớn anh chứng tâm lời tâu tiếng khấn lời khấn tiếng cầu của pháp sự nhé. Dạ, dạ. Con lớn anh nhỉ không sai quyền cai bốn phủ nhỉ. Dạ. Niên nay anh về anh chứng lễ đản duyên nhỉ. Con lớn anh có vàng anh nhận vàng, có giấy anh nhận giấy nhỉ. Dạ. Con lớn anh chứng tâm cho các gia chủ nhỉ, trả lợn thảo quan điền hoàng túc trái nhỉ. Dạ. Có vàng anh nhận vàng, có giấy anh nhận giấy, có sớ anh nhận sớ nhỉ. Trên anh đấu đỗ thiên đỉnh, dưới anh hạ chỉnh long cung, anh đúng lạc đúng vào cung nào sở đấy nhỉ. Con lớn anh chứng tâm mà. Các thiên binh đang đăng trùng tổng đô thành ra hồi lẫm liệt đông hoài nguy ra lẫm liệt đông hoài mừng chứ ta sát quỷ liệt danh tương tài. Ông lớn tuần giá mờ này các bộ nàng tổ nữ này dư hòa tình già chính quán thuê nhà dẫu thiêng khi để ngã bà we'll be right back.
lên kim ngân sớ điệp dựng lên quan về đầu đôi chép biến rõ ràng về cho nhị trường sinh. Nhị chữ trường sinh ông về cho nhị chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường chùa về giúp mấy đôi. Không đổi trời chung.
bùng đào quét sạch thù trong giặc ngoài. Trả lợi tào quan di cung hóa số khất mại đồng tử cầu lộc cầu tài cầu công danh cầu bản mệnh bình an lộc tài tăng tiến tăng duyên hóa sự giả lại quan trần gian chúng còn ăn chưa sạch bạch chưa thông kêu chưa thấu cầu chưa nổi ngày nay rất một lòng tòng một đạo đóng vẻ đọc phúc tu thiết cây trầu bát nước thì thỉnh thánh mời thầy thỉnh quan lại bài vấn về chứng tâm công đức cho bản cư gia tiến chúng con được sở cầu những sở nguyện tòng tâm a di đà phật lạ quan. Con lớn anh chứng tâm nhỉ, pháp sư kêu thấu tấu nổi nhỉ, vâng lệnh ngọc hoàng thượng đế thừa lệnh của thánh mẫu thủ đền, con lớn anh dám đền dám phủ dám lo nhang đầu đồng họ phạm nhé. Con lớn anh chứng tâm cho các gia lễ tín chủ niên này nhé, làm lễ tào trả lợi tào quan điền hoàn túc trái long chu ngượng mã bát nhã thuyền rồng trên anh tấu đối thiên đình dưới anh hạ trình long cung thoải phủ a anh chỉ ngón tay anh xoay ngòi bút chọc từ nay trở đi từ chi trở lại đứng yên căn yên số yên sổ thiên đình có giấy anh nhận giấy có sơn anh nhận sớ có vàng anh nhận vàng con lớn anh thừa lời ban khen ban thưởng a Oh.
có nhớ người trang sĩ tài xanh tuyệt vời. Quan lớn tuần mãi mãi còn ghi bắc lo đồng hỏi nước sông tranh lòng đào cứu nước bao lần hỏi là ai sông tranh tiếng trả lời là quan đề ngũ chữ chấn trong phù ninh 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 còn
dòng nước sông chảy. Ôi dòng nước sông chảy còn có khi trong khi đổ. Người ta sống trên đời có lúc nhiều lúc vinh. Chữ chung chữ hiếu chữ tình trong ba chữ ấy còn xin quan lớn người phân minh tỏ tường. Chữ chung với nước là chữ hiếu họ phạm con xin đường tròn vẹn còn chữ tình thương không phải mà ôi nhưng có ngờ đâu đất trời thay đổi có người anh hùng phải mang nặng xiềng gông. Ngày 20 năm tháng đúng vào ngày 25 tháng 5 bào đã nhuộm tràm xanh tâm thân đầy đẻ dục mê vinh lẻ. Đường thiên lý con xa bờ hỏi ông chẳng già có tỏ cao mình ông lớn hỏi chẳng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng nguyện lao trêu người vì đâu trêu người trần gian cỏ cây ơi ông quyết trả cho xong lòng xin không nghi thẹn với lòng mượn giấy oan nghiệt để cho xong tội thank you.
rừng hoa cỏ thương nghi người đã mất. Bỗng đùng đùng, ôi bỗng đùng đùng, chớp giật mưa nỗi oan lở đất lên lòng trời, dây oan đứt đoạn thành nghề đôi bành xa. Ngày ba tháng sau đàn gà sắp hết thương dằn thương dằn hiền, không mấy biết là tình sao. Vì cô quạnh tim nhà hữu phúc cùng tin người, cùng tin người trong lúc lành thân. Tháng hai vừa tiết đến trung tuần, ông bà lòng lao bỗng thần miệng ngay. Mình giấc mộng tình mới hay sự lạ đôi bành xa, đôi bành xa tựa cửa từ dày như nay vẫn còn chuyện bạch xà đại tướng kề bên ngôi đền sợ. Ôi bây bây một buổi tái bay và rồi hai ông bà, cả hai ông bà đã mắc tội của công. Lệnh nghiêm sập xét đùng 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 đùng, tàu gà đuôi dần không đồng ý xong tội này. Lập đàn nề tạ trước nghi công mô, xin đem đôi dằn giữa dòng thả xa. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần ngày đã dậy thần cơ, muôn dân đi đâu đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập đền thờ quan tuần tranh. Trên bát ngát đôi lòng châu hộ, nốt tam đầu cuộn khúc châu lên. Lần giờ phường múa đôi bên quan tuần chắc dáng ngự trên sập công đồng. Sắc ban phong ngài kiềm chi tam giới, thầy chóc tà sát quy trừ tinh. Quy xa bàn phép muôn linh, quyền tài cai quản thiên binh nhà giới. Ơi mình quyền bóng bóng quê lương huy trời quy khí đoan trang, quan lớn tuần ngày hiển hách ai đã ra tay tế độ trần gian còn được nhờ. Cho một nguyện, cho một nguyện là giáng phúc trừ tai, đồng gia nhà họ Phạm ai ai cũng thỉnh cường.
cho nhị nguyện để buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng mà để đã. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh đàn biến mang, họ phạm còn được phú quý sang giàu. Cho bốn nguyện còn được sống thật lâu, để phục thờ quan lớn cho phúc lâu giàu bề. Cho năm nguyện để quốc thái dân an, qua cơn bình tĩnh dân an để vững bền. Cho sáu nguyện ông chắc chắn sáng bản đền, phù nhà họ phạm con đời đời vinh hoa. Thấu quan điều hất nè anh linh kề đồng ra chiều thương con vua thứ hai đời lê thái tổ sắc phong để ông triệu tưởng ra chú mường thượng quan nè tam vị chú mường nghề tây thiên đệ nhất ni học nga sáng trần dâng văn nê quốc nê mẫu tây thiên nê hoàng phi đệ nhất nê ông nghề phương chỉ vì cổ triều đình lý trần lễ gia nguyện hồ dâng văn nê thiên chúa nguyện hồ bắc sang yên thế mà đời quê